Và quý vị ơi, bây giờ quý vị có muốn gặp đôi danh hài? Quý vị biết ai không ạ? Linh Tý với ai nữa? Linh Tý và Bích Trâm. Trâm keo kiệt hả quý vị? Tý kẹo kéo và Trâm keo kiệt đâu? Không, Tí ơi. Quý vị ơi, Luân kêu để có cái sự xuất hiện tại đây thôi. Em ngồi đó đi, em ngồi đó cho bà con thấy mặt em đi. Bây giờ Luân sẽ giới thiệu một tiết mục cũng không quan trọng lắm, nhưng mà không thể nào thiếu trong cái chương trình ngày hôm nay. Bởi vì sao? Bởi vì từ đầu không có trong cái tiết mục ở trong chương trình, nhưng mà thể theo lời yêu cầu của đông, số đông của tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay, Luân muốn nói tới một tiết mục không thể thiếu, một tiết mục dự bị. Và khi mà sướng tên lên, quý vị sẽ vỗ tay liền. Dạ. Dạ, cái gì Ni? Diệu Ni, Hồng Ni. Ủa rồi, rốt cuộc là Diệu Ni hay Hồng Ni? Bà con đặt tên gì? Hồng Ni hả? Hồng Ni nghe được ha. Nghe nó có gần gũi với lại Hồng Loan đúng không quý vị? Và bây giờ một tràng pháo tay thật lớn cho đôi song ca sóng thần bão biển, Hồng Loan và Hồng Ni. Hát gì vậy? Trời đất ơi, trời đất ơi, quý vị coi đó, bàn một tiếng đồng hồ em hát cái gì? Ok, rồi xong, giới thiệu, quay vô, em hát cái gì vậy? Trời ơi, tôi muốn độn thổ luôn trời. Đừng có làm bể anh nha. Bây giờ ra đây đi, hai em ra đây đi. Ra đây. Trời ơi, ngại quá. Dạ. Ngại mà cầm micro không đưa cho ai hết trơn trời. Nè. Dạ. Bây giờ hai em, thật sự ra trong thời gian qua thì khán giả cũng rất là thương Hồng Ni. Bởi vì Hồng Ni thay Vũ Luân làm một cái trọng trách rất là đặc biệt. Bởi vì trong thời gian qua thì Luân không có, cũng đi show nhiều. Luân giao cho Hồng Ni những cái công tác là lo cho em Hồng Loan về mặt pháp lý, cũng như là săn sóc Hồng Loan để có ngày hôm nay được tình thương của tất cả quý vị khán giả yêu mến Hồng Ni. Còn có cái tên là Diệu Ni nữa. Và em Hồng Loan thì trước tấm chân tình đó thì hai em cũng sẽ hát tặng cho tất cả quý vị. Luân giới thiệu là phải ca thôi, đó là bài Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dạ em nói thiệt, bình thường em lên livestream á, em dạng miệng sao tự nhiên em đứng trước các cô, các chú, các bác, em run quá, em không biết nói gì hơn. Thôi bây giờ em sẽ hát bài Nỗi Buồn Hoa Phượng mà hai đứa em không có chuẩn bị trước. Có gì cô chú, anh chị, cô bác bảo qua cho tụi con ạ. Quý vị ơi, đây hiện diện trước mặt tất cả quý vị. Chắc có lẽ là cũng có một số quý vị chỉ thấy Ni ở trên YouTube thôi, trên trang mạng thôi. Hôm nay thì đích thật là người thật, việc thật đây. Mà chúng tôi phải mua vé máy bay từ Malaysia qua để mời ta. Nhưng mà không có mặt đó, phải qua bên Úc, qua bên Úc mới gặp được. Đúng rồi, thì Ni cũng có một đôi lời gì với khán giả đã yêu mến Ni không? Rồi, em khóc quá anh ơi, em không biết khóc mà giờ em khóc á. Thôi đừng có xạo rồi. Lên mạng thấy em
cái miệng em nói cái tông cao không? Giờ máy quay chịu quá em. Biến bự lên chị, biến bự lên. Không, thật sự thì biến bự lên. Ni không biết nói gì hơn á, là đến với Loan, Hồng Loan á thì Ni Ni rất là vui, Ni rất là hạnh phúc, là Ni không ngờ là mọi người cũng yêu thương Ni. Mà mặc dù là em ké tình yêu thương của Hồng Loan. Một lần nữa Ni không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ. Ủa không có biến bự hả?